Thống nhất không sinh con mà sống đến già, mẹ chuột Khởi My chặn đứng mọi phản ứng của cộng đồng mạng. Hai đứa mình không có định sinh em bé, chỉ ở với nhau như vậy đến già thôi. Từ khi về chung một nhà, Khởi My, Kevin Khánh là cặp đôi luôn được đông đảo khán giả quan tâm, mến mộ. Đám cưới vào cuối năm 2017, cả hai vẫn rất ngọt ngào tình cảm và giữ vững suy nghĩ không có ý định sinh con mà sẽ ở vậy đến già. Lập gia đình sinh con là lẽ tự nhiên của một đời người. Đã hơn 4 năm đắp chung chăn bông, nhưng Khởi My, Kevin Khánh vẫn luôn giữ trọn vẹn cuộc sống vợ chồng son, không muốn có thêm thành viên mới. Tâm sự về kế hoạch đó, cựu thành viên nhóm La Thăng tâm sự, My và Khánh không có ý định sinh em bé, mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Cuộc sống hiện tại của bọn mình rất vui, được tung tăng khắp nơi, vậy nên cứ như vậy. Đến một thời điểm nào đó, thấy cần có em bé sẽ tính tiếp. Hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, đã rất tăng động và chí chế rồi, có thêm đứa nữa sẽ có chuyện cho coi. Khởi My cũng đồng tình với ông xã và hài lòng với cuộc sống chỉ hai người. Văn hóa của người Việt Nam coi trọng việc sinh con đẻ cái, nối dõi tổ tông. Chính vì thế dự định không sinh con và sẽ sống như vậy đến khi nào già đi cùng nhau của Khởi My và Kevin Khánh gặp nhiều ý kiến trái chiều. Họ đã đối diện với nhiều lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng. Nhưng rất may mắn khi mẹ ruột nữ ca sĩ luôn bảo vệ gia đình con gái, hoàn toàn ủng hộ mong muốn của hai con. Mẹ ruột Khởi My từng chia sẻ về quyết định không có con của Khởi My và Kevin Khánh. Tụi nó quyết định không sinh con vì không thích con nít. Tôi không can thiệp tác động gì đến mong muốn của các con. Mỗi người một cuộc sống mà, tôi làm tròn bổn phận của mình là xong rồi. Tôi giờ già cả, chỉ mong các con hạnh phúc là mình mãn nguyện nhất. Có thể thấy mẹ của Khởi My có suy nghĩ rất hiện đại, phóng khoáng, rất tâm lý và thấu hiểu cảm xúc của con. Không những thế, mẹ ruột nữ ca sĩ còn rất trẻ trung, luôn tràn đầy năng lượng, tươi vui mỗi khi xuất hiện. Khi đọ nhan sắc cùng con gái, mẹ giọng ca sinh năm 1990 đều được khen về làn da mịn màng, vượt hơn cả nữ ca sĩ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Khởi My bộc bạch, hiện tại do dịch và bản thân đã có gia đình, từ nhỏ tới lớn mình đi làm kiếm tiền để có được một gia đình hạnh phúc, thì khi có được một gia đình hạnh phúc, tại sao lại bỏ gia đình để đi kiếm tiền? Mọi người cảm thấy đủ là đủ, mục tiêu là 1 tỷ, nhưng kiếm được 1 tỷ vẫn không dừng lại. Con người luôn có lòng tham, đồng tiền cuốn mọi người vào, nên quên mất hạnh phúc gia đình. Cuộc sống hiện tại của Khởi My và Kevin Khánh vẫn rất viên mãn, hạnh phúc dù chưa dự định sinh con. Cả hai tập trung xây dựng tình cảm vợ chồng, hạn chế tham gia nghệ thuật và chuyển sang con đường streamer. Không ít người tỏ ra tiếc nuối khi nữ ca sĩ không tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, dù rất tài năng và đã có vị trí nhất định. Thật sự như Khởi My chia sẻ trước đó, My không có rời showbiz, mà là khi mình làm nghề đến một thời gian nào nhất định, thì mình nhận ra rằng sẽ có những bạn xếp sau, lên rất là giỏi và mình không còn phù hợp nữa. Mình vẫn hát thôi, nhưng không cố gắng đua theo tạo hit hoặc là làm cái gì đó vượt qua sức của mình, nữ ca sĩ chia sẻ. Trời, mọi người thấy tội nghiệp mấy năm chưa già rồi bắt đi bấm đĩa nè, mọi người thấy khổ cực không? Thấy chưa? Đó, cho nên là thôi, mình ngưng, mình cảm thấy đủ là đủ mọi người, ngưng ở đó thôi. Hơn 4 năm chung sống với danh nghĩa vợ chồng, Khởi My và Kevin Khánh luôn ngọt ngào và hạnh phúc như thở ban đầu. Cặp đôi đã có một chuyện tình, cuộc sống hôn nhân khiến khán giả ngưỡng mộ. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại một bình luận cho Giang biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.